Có bổn phận tiếp nối những gì tốt đẹp của tổ tiên, và cũng chính con có trách nhiệm xây dựng lại những khiếm khuyết của tổ tiên mà con thấy được. Chúng con nguyện nhớ ơn sinh thành dưỡng dục và lạy tạ ân sâu. Con xin Thế Tôn và các vị tổ sư chứng minh cho lòng thành của chúng con. Đệ tử chúng con nhớ ơn thầy bản sứ trưởng giáo huấn nhất tâm đảnh lễ thập phương thượng đô tam bảo. Chúng con thấy rằng nhờ sự soi sáng của thầy tổ và thiền hữu trí thức, con thấy con đã tiếp truyền được năng lượng trí tuệ và hiểu biết trong con. Sự hiểu biết chỉ có được khi con tiếp xúc được với tình thương và cảm thông với mọi người. Xin nhớ ơn những người đã không yêu thương con vì mê lầm chấp ngã. Xin nguyện đời đời rằng người giác tánh để chuyển hóa thành hiểu biết thương yêu. Con xin Thế Tôn và các vị tổ sư chứng minh cho lòng thành của chúng con. Đệ tử nhân quốc gia thủy thổ, cây cỏ đất đã nhất tâm đảnh lễ thập phương thượng đô tam bảo. Chúng con thấy rằng con xin sám đất mẹ đã sinh ra chở che ôm ấp và nuôi dưỡng chúng con bao nhiêu đời nay mà chúng con đã không ý thức được điều đó mà gây tàn hại quá nhiều cho đất mẹ, như việc khai thác rừng làm ô nhiễm môi trường, làm tổn thương những sinh vật hữu tình cũng như vô tình. Con xin thề con và các vị tổ sư chứng minh cho lòng thành của chúng con.
đèn lên thanh. Kể những lời tán bạc, ngọn đèn chánh pháp của Phật đã soi cho chúng con thấy được dòng sông ái dục, thấy được biển khổ mênh mông. Ngọn đèn chánh pháp là chiếc phao cứu sinh đưa chúng con lìa sông tham dục thoát biển khổ đau. Nay ngọn đèn chánh pháp vi diệu đó đang thắp sáng trên tay chúng con, và chúng con xin đem ngọn đèn này thắp sáng sông mê biển khổ, để mỗi chúng sanh nương theo đây mà lìa khổ đau. Và ngọn đèn hôm nay là biểu trưng cho chánh pháp, dòng suối Thạch Lâm là biểu tượng cho biển khổ sông mê. Chúng con xin thắp sáng và đưa ngọn đèn chánh pháp này chạy vào biển khổ sông mê, để mỗi chúng con quán niệm quay về tận tu, lìa mê được vui, lìa khổ được an, lìa tối tăm được tỉnh thức. Và cũng xin thắp sáng ngọn đèn màu nhiệm này nơi dòng sông, để mỗi vong linh, oan hồn, uổng tử, mỗi chúng sanh đang thọ nghiệp trầm luân, mang thân cả, thân lương, ốc, rùa, cua, lịch, mà nương đàn chánh pháp để thoát nghiệp, siêu sanh, không còn khổ đau. Cúi xin Tam Bảo chứng minh. Kính mời toàn thể các anh chị lần lượt thả ngọn đèn chánh pháp để cứu khổ vạn loài chúng sanh.